Mọi người ơi, mọi người ơi, đây hôm nay Lâm sẽ cho mọi người xem hoa của Lâm đã được nhận trong ngày khai trương nhá. Mặc dù là hoa cũng đã héo đi một phần rồi vì đã qua một ngày rồi. Đó, đây là món quà của em Trần Hoàng Dũng. Em tặng hai cây, cây này với cây này nè. Rồi đây công ty Mai Ly này, cây hoa này nó được dựng tên rồi. Và bên này chị Thu Hằng nè, công ty G7 nè, anh Thủy, bạn Khương, Bộ Nông nghiệp nè. Rồi. Đây em Vân anh trai Huy Cường, anh thì ở Bắc Giang nè, anh Duyên nè, chúc mừng khai trương này. Mặt tới em Đình em Sang à, bên này nha, chị An nè, ca sĩ Nguyễn Thành Viên đang ở trong Sài Gòn với chúc mừng và tặng hoa. Trường Đại học Văn hóa Nội phóng tác sinh viên, đạo diễn Mai Anh Tùng, anh Sơn phó tổng Sông Đà và anh Quang lãnh đạo cơ sở khoa công nghệ tỉnh Hòa Bình. À, đây là một người chị gái rất yêu ca hát. À, gia đình Tuấn Anh Như Quỳnh nè. Xa xa là chị Việt Hòa, một doanh nhân ca sĩ đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em Hồng Hoa nè, công ty luật Toàn Tâm Tín nè, anh Minh ở bệnh viện 108, anh Thắng anh đang gỗ ở Google. Rồi đoàn thanh niên trường Đại học Văn hóa Hà Nội, bạn Nguyễn Hoa nè, em Huy Hòa Bình nè, ca sĩ Tân Phong một em trai rất dễ thương có giọng hát giống anh Đàm Na Na, giống anh Đàm Vĩnh Hưng, công ty Trường Thịnh nè. Ở đây logo MTL Entertainment nha, chị Phương Phương nè. À, em trai Hữu Cường này, ca sĩ Lê Trinh này, Á Quân Solo Moro. Đây là một người anh trai rất dễ mến, anh Nguyên Auto 568, một trong những người cung cấp siêu xe hàng đầu miền Bắc. À, đây nữa, ca sĩ Hoài Hương, một trong những ca sĩ nữ rất là dễ thương, đã từng hoạt động nghệ thuật với Lâm ngay từ giai đoạn ban đầu. À, cô chú Hương Sướng, bố mẹ của ca sĩ Khắc Ngọc đang làm việc với Mai Trần Lâm này. Chị Vân Hoàng Group, một người chị thương mến đang công tác ở BIDV. Angelica nè, em Hành Nguyễn và chị Hoàng Kim Long đến từ trung tâm giọng ca vàng Euro Việt Nam, bạn Trung Dũng Trung Quang nè, em Ngọc Lan Anh BNI, xin cảm ơn rất nhiều, em Hạnh Trung Quang nè. Rồi đi tiếp nha. À, diễn viên Thu Hiền, chúc mừng khai trương đó. Đây là diễn viên rất nổi tiếng trong chuỗi series phim Đại Gia Chân Đất với vai diễn Tánh của nhà mẹ Lánh. Tập đoàn Bắc Hải của anh Duy này, anh Vạn giám đốc công ty bất động sản Lộc Sơn Hà tỉnh Đắk Lắk mà Lâm đã từng vào biểu diễn mấy lần. Bảo Ngân nè, rồi em Thiêm Logitech 6868, chúc vợ yêu thôi, không biết anh bạn nào. Tạ Duy Hiếu nè, và đây là người anh cũng rất là thân thương, là giám đốc của bất động sản Thiên Tâm Land Đắk Lắk, Quân. Rồi Quách Thí nè, xin cảm ơn rất nhiều. Em Dương Ngọc Ánh, giám đốc của hệ thống spa Charm Korea. Rồi đây nữa của Thủy Nguyễn nè, mà bây giờ không nhớ bó hoa đang nằm ở đâu. Cảm ơn vũ đoàn Swing nè, ca sĩ Ngọc Lan Trang, Sơn Xpen, em Rai Nguyễn và em Đình Bình, hội chị em ấp trứng Pro. Rất nhiều trái cây. Rồi công ty vật liệu cách âm Trang Anh, rồi này không có tên. Công ty La Thành, rồi chắc là của anh Long rồi. Em Liên, giám đốc tập đoàn Tân Á, khoa quản lý văn hóa nghệ thuật, chúc mừng ca sĩ Đan Lê. Đạo diễn Võ Chí Cường này, anh Vi Bông Bin, ca sĩ Ngọc Ký, ca sĩ Lan Thu đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chị Cao Kim Hằng, Sài Gòn. Rồi nghệ sĩ Quang Thắng đến khá muộn, buổi trưa mới đến. Và đây bó hoa rất là cao của anh Duy Trinh, một trong những ông hoàng livestream bây giờ, một người anh rất là thân thiết của Lâm. Đây, một Tuấn Anh nè, em Kim Chi và nhạc sĩ Anh Vũ này, anh Quảng nè, em gái Hoàng Thảo, anh Vinh, giám đốc công ty Bách Hoa Sơn, trung tâm giọng ca vàng Bolo Việt Nam của anh Đoá này, anh Hùng, anh Huy Bộ Công an nè, em Hạnh Sài Gòn, giám đốc công ty xăng dầu Tín Vương, em C Thúy Quỳnh ở Thái Nguyên nè, em ca sĩ Phú Sĩ này, VS Entertainment nè. Rồi ok, đây nữa của em Lan Anh này, em Ngân Lượng này. Cảm ơn rất nhiều, Lâm sẽ mời mọi người tiếp tục nha. Đây anh Thanh, công an quận Thanh Xuân này, em Nam, em Tâm, anh Trung Sim Hà Đông này, em Ánh này, anh Minh Thức, anh Duy Khái, em Ngọc Anh Na, em gọi một em gái ở Cao Bằng, em Trinh, công ty sự kiện Hoàn Mỹ, em Si Hiện Xến và Đào Đạt Bắc Cạn, em Diễm Hạnh cùng khoa này, một bó hoa nữa không biết bằng hiệu chắc là rơi rồi, em Diệu Thí Sao Mai này, anh Eric Toàn Nguyễn,
trung tâm chăm sóc sức khỏe này, anh Luận Phổ Lý này, công ty Bô Phát này, trưởng ban tổ chức Hoa hậu biển đảo Việt Nam, em Hữu Phạm. Và đây là một bó hoa, lãng hoa rất cao, rất to, màu sắc rất đẹp. Lâm rất thích của MC ca sĩ Đôn Hoàng, ca sĩ Bùi Thúy, ca sĩ Phú Quý Boro trong Sài Gòn, chị Nữ Nga, một người chị rất thân thương, MS Bệnh viện quân đội 108 này. Rồi, một chút không gian phòng luôn cho mọi người ngó qua ha. Rồi, chúng ta đi tiếp này. Em Giao Duyên đến từ trung tâm dọc cao vàng Boro Việt Nam. Em Lâm Minh Thu, em Nhung Mimi này. Ba nha. Đây là không gian thị trường Lâm này. Và có một số bó hoa nữa Lâm đang để ở trong phòng livestream của nghệ sĩ Quang Tèo này, ca sĩ Sông Thao này và một số người khác nữa. Đây của anh Trương Quốc Vinh. Thiết bị thu âm Mixi Nisa Audio. Em Tạ Trung Thành nhà báo. Xin chào mọi người. Lâm rất là hạnh phúc vì có sự yêu thương của rất nhiều cô chú anh chị em đã quan tâm và dành tặng cho Lâm. Lâm hy vọng rằng sắp tới đây, ngoài chức danh là một nghệ sĩ mà Lâm đang theo đuổi, Lâm sẽ kiêm thêm một chức danh nữa, đó là giám đốc một doanh nghiệp. Mong là mọi người luôn yêu thương Lâm nhé. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.